Thưa quý vị, hạ tầng số được xác định là nền móng quan trọng quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số. Thời gian qua, tỉnh Kon Tum luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông. Tận dụng điều kiện này, các địa phương đơn vị đã nỗ lực phát huy hiệu quả trang thiết bị hiện có để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được lắp đặt mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 1 và 2, trang bị máy tính, các thiết bị liên quan. Nhờ vậy, hoạt động quản lý nhà nước có sự đổi mới từ hình thức truyền thống qua trao đổi, xử lý, điều hành công việc trên môi trường điện tử. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước được triển khai đồng bộ như hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 99%. Số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh gần 1,5 triệu văn bản. Trước đây là chủ yếu là mình sẽ làm hồ sơ giấy và lưu hồ sơ trên cái hồ sơ giấy và sổ. Nhưng mà sau khi có cái dịch vụ và các cái phần mềm thì trang bị các phần mềm thì các hồ sơ được lưu trữ trên môi trường điện tử thì sẽ dễ tra cứu, rút ngắn được thời gian cho công dân, giảm chi phí đi lại cho công dân nữa. Chị Y Quynh đã đảm nhiệm vị trí công chức ở văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi hơn 10 năm. Cùng với sự phát triển không ngừng của các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu trong công việc bắt buộc chị phải học hỏi, bắt nhịp. Trung bình mỗi ngày, chị tiếp nhận và xử lý từ 70 đến 100 văn bản. Nhờ thành thạo thao tác trên máy tính đã giúp chị hoàn thành công việc nhanh hơn. Ngoài ra, các thao tác từ các lớp tập huấn mà tôi đã học hỏi được thì những cái mà các phần mềm hiện nay để phục vụ cho công tác chuyển đổi số thì bắt buộc các cán bộ công chức ở tại phường đều phải tự tìm hiểu, nghiên cứu thông qua trên hệ thống tra cứu tìm hiểu trên mạng rồi thông qua các tài liệu mà các phòng ban của thành phố gửi đến. Không chỉ cán bộ công chức mà người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng gương mẫu ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo. Qua đó, các cuộc họp, công văn chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương được triển khai kịp thời, linh hoạt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo là nó rất thuận tiện. Tại cơ quan thì có tất cả rất là nhiều nhóm Zalo theo các ban ngành, rồi theo trang thông tin của địa phương, rồi theo khối đảng thì xử lý thông tin nhanh và gọn và tiện lợi. Khi chúng ta không phải gặp trực tiếp từng người, nên nó rất là tiện lợi. Khi có một cái nội dung gì cần triển khai gấp thì chúng ta sẽ phổ biến luôn và triển khai luôn trên trang. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn được phát huy mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã vận hành theo hướng hiện đại và nhờ được trang bị các hạ tầng công nghệ thông tin đã giúp cho cán bộ công chức viên chức thuận lợi trong quá trình làm việc. Và người dân cũng hài lòng khi mà đến giải quyết các thủ tục hành chính. Tại bộ phận một cửa xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các thủ tục hành chính của công dân được tiếp nhận và chuyển lên phần mềm quản lý để giải quyết. Sau tháng đầu năm 2023, các cán bộ công chức ở đây đã tiếp nhận giải quyết đúng hạn 745 hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, tỷ lệ hồ sơ có số hóa hồ sơ đầy đủ, thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt trên 56%, tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt gần 36%, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của phường luôn được duy trì, đảm bảo. Cái dịch vụ công trực tuyến thì giúp cái sự liên thông giữa các cái ngành dọc, luân chuyển hồ sơ thì sẽ nhanh chóng, dễ dàng hơn. Như trước đây thì thường là phải gặp trực tiếp, trao đổi trực tiếp. Ngay đây thì khi mà luân chuyển trên hệ thống thì nắm bắt được cái hồ sơ, quá trình luân chuyển hồ sơ đang ở đâu, ở quy trình nào, vướng mắc ở đoạn nào để dễ dàng xử lý cũng như là giải quyết cho người dân.
Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả đã góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình người dân kết nối với chính quyền cũng thuận lợi hơn. Do vậy, các đơn vị địa phương không ngừng hoàn thiện, đổi mới trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Hôm nay tôi đến đây làm cái trích lục kết thôn, cũng nhờ mấy cán bộ xã chỉ hướng dẫn qua làm qua trực tuyến thì tôi thấy cũng rất là thuận tiện cho việc đi lại nhiều hơn. Sau này là có chuyện gì thì tôi cũng chuyển qua làm bên trực tuyến cho nó thuận tiện. Đến đây giải quyết một số các cái hồ sơ tại khu dân cư. Hiện tại một số các hồ sơ thì đều được thực hiện chuyển đổi số và có chế độ một cửa rất là tiện lợi hoặc là sử dụng online. Nhưng riêng một số giấy tờ ở khu dân cư như tôi đây phải đi chứng thực thì phải đi trực tiếp. Đây cũng là một điều mà tôi cũng mong muốn là những cái vấn đề nào mà còn chứng thực hoặc là giải quyết trực tiếp thì có thể chuyển đổi số và có những hình thức online để nhân dân được thuận lợi hơn. Hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Riêng về hạ tầng viễn thông, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã chú trọng việc hợp tác, liên kết với các đơn vị doanh nghiệp công nghệ thông tin để hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2022, 100% xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phủ sóng 2G, 3G, 4G, phủ hạ tầng mạng cáp quang. Trên 97% thôn được phủ sóng 4G. Các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 6 trên 48 thôn lõm sóng viễn thông. Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh trên 79%. Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng trên 48%. Hiện tại bây giờ thì nó chỉ còn khó khăn về cái triển khai cái hạ tầng cố định, đặc biệt là ở một số các cái khu vực vùng sâu vùng xa. Đấy, thì cái này thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch và cùng với Sở Thông tin Truyền thông để xây dựng cái kế hoạch các cái trạm viễn thông công ích để phục vụ cho bà con khu vực vùng sâu vùng xa trong cái công cuộc chuyển đổi số. Còn về cơ bản thì mạng lưới kể cả về di động và cố định ở trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng đã đảm bảo và đáp ứng được yêu cầu cho cái công cuộc chuyển đổi số. Hiện nay, quá trình thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi số vẫn khá chậm, gặp khó khăn do trang thiết bị công nghệ thông tin của nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là ở cấp xã, còn thiếu, hư hỏng, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thiếu nguồn vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn hạn chế. Chuyển đổi số thì một số máy móc cũng còn là hơi bị cũ, cho nên là cái cập nhật thông tin rồi rất là chậm, nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tương tác giữa cấp xã phường rồi lên cấp thành phố và cấp tỉnh và rồi trung ương, cho nên là cái chủ yếu này là cũng đề xuất là sau này cũng các cơ quan chuyên môn rồi thành phố rồi các đầu tư thêm về để bổ sung vào nâng cấp cái hệ thống này. Thời gian vừa qua thì hòa chung với lại cái việc chuyển đổi số quốc gia thì đối với lại địa phương cũng đã tiến hành là sửa chữa, bố trí đảm bảo về các cái trang thiết bị để phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia cũng như là chuyển đổi số của tỉnh. Đối với lại địa phương thì vì cái nguồn ngân sách để mà chi cho cái việc đảm bảo về trang thiết bị thì nó cũng có phần hạn chế. Do đó là đối với lại địa phương thì cũng đề xuất lên cấp trên có hỗ trợ tạo điều kiện về cái trang thiết bị về máy móc để địa phương thực hiện tốt cái việc chuyển đổi số quốc gia. Nhìn chung, nhiều hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thiết thực, tạo sự lan tỏa trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về lợi ích của chuyển đổi số mang lại. Hy vọng thời gian đến, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ số, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.